Trở lại cùng với quý khán thính giả trong chương trình tin tức ngày hôm nay cùng với lại Trọng Thắng. Tiếp theo đây là phần tin thế giới. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệpyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron, yến các loại. Mở đầu là bản tin đến từ Nga cho biết là Hạ viện của Nga đã thông qua hiệp ước sát nhập 4 tỉnh của Ukraine. Thông tấn xã Reuters đưa tin trong ngày 30 tháng 10 cho biết là Hạ viện Nga đã phê chuẩn hiệp ước sát nhập 4 tỉnh tại Ukraine, trong đó có các tỉnh như Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia với tỷ lệ ủng hộ tuyệt đối, không có phiếu chống. Quyết định đã được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Putin đệ trình các hiệp ước lên Quốc hội của Nga. Chủ tịch Hạ viện Nga là Vyacheslav Volodin đã viết trên trang ứng dụng Telegram rằng quyết định này đã được thông qua. Giờ đây có 89 thực thể trực thuộc vào Liên bang Nga, và ông còn đăng kèm theo một bản đồ với 4 tỉnh được sáp nhập vào bán đảo Crimea. Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov đã chúc mừng đại diện của 4 tỉnh tại Ukraine và cho biết rằng ông tin rằng Thượng viện của Nga cũng sẽ phê chuẩn về những hiệp ước này. 4 văn kiện đã được Tòa án Hiến pháp của Nga xem xét và công nhận tính hợp hiến trong ngày 20 tháng 10. Sau khi được Hạ viện Nga thông qua, các tài liệu sẽ được chuyển cho Thượng viện để bỏ phiếu phê duyệt. Phó Chủ tịch của Hội đồng An ninh Nga là ông Dmitry Medvedev cho biết rằng các hiệp ước này sẽ chính thức có hiệu lực và không có lãnh đạo Nga nào trong tương lai có thể đảo ngược được phán quyết này sau khi được Quốc hội Nga phê chuẩn. Giới chức của Nga cho biết là địa giới sát nhập tại tỉnh Zaporizhia và Kherson ở miền nam Ukraine sẽ được xác định thông qua tham vấn người dân địa phương, trong khi lãnh thổ ở tỉnh miền đông Donetsk và Lugansk sẽ được tính theo ranh giới của hai khu vực này. Kể từ năm 2014, các quốc gia phương Tây đã chỉ trích quyết định sát nhập 4 tỉnh Ukraine của Tổng thống Putin và gọi đây là một hành động bất hợp pháp, đồng thời kêu gọi các quốc gia cùng tổ chức quốc tế từ chối công nhận quyết định của Nga. Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh là sẽ khiến cho Nga phải trả giá rất đắt sau khi quyết định sát nhập này. Tổng thống Ukraine ông Zelensky cảnh báo sẽ không đàm phán với Nga chừng nào mà Tổng thống Putin còn nắm quyền tại nơi đây. Sang qua tin từ Bắc Kinh cho biết là Trung Quốc bị hạn hán và nắng nóng bao trùm các khu vực ở miền Nam. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Trung Quốc phát đi một cảnh báo vàng. Đây là mức cao thứ 3 trong thang cảnh báo 4 cấp về nhiệt độ cao trong ngày với một số tỉnh thành ở miền Nam Trung Quốc, trong đó có An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quý Châu và Trùng Khánh, với nhiệt độ ở một số nơi lên tới trên 40 độ C. Giới chức của Trung Quốc cũng đã cảnh báo về một đợt lạnh sớm nhất trong lịch sử khi khối không khí lạnh được dự báo sẽ tràn vào miền Bắc và miền Trung của đất nước trong tuần này. Không khí lạnh có thể làm giảm nhiệt độ ở một số nơi thuộc miền Trung và miền Đông đang trải qua một thời tiết nắng nóng bất thường. Chuyên gia của Trung tâm Khí tượng Trung Quốc là ông Yang Tao cho biết rằng nắng nóng kéo dài do hiện tượng đới áp cao cận nhiệt đới. Ông cho biết nhiệt độ ở vùng Trung và hạ lưu sông Trường Giang đã vượt kỷ lục cùng kỳ với những năm trước. Trước khi không khí lạnh tràn xuống miền Nam, nhiều nơi trong khu vực sẽ tiếp tục oi bức vì nắng nóng kéo dài, với nhiệt độ cao nhất có thể tiếp tục tăng và vượt kỷ lục. Trung Quốc năm nay ghi nhận mùa hè nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng nhất trong vòng 60 năm. Lượng mưa ít, nhiệt độ cao khiến cho mực nước hồ Đông Đình, là hồ nước ngọt lớn thứ hai của Trung Quốc tại tỉnh Hồ Nam, xuống thấp kỷ lục. Hơn 1.000 cây số sông ở tỉnh Hồ Nam, nơi giàu tài nguyên nước, đang nằm trong tình trạng bị khô hạn. Thời tiết khắc nghiệt cũng ảnh hưởng tới vụ thu hoạch mùa thu, gây thiếu điện và cháy rừng, đặc biệt là tại hai khu vực Tứ Xuyên và Trùng Khánh ở tây nam đất nước. Hạn hán sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới vụ thu hoạch lúa, ngô và hạt cải dầu, một số loại trái cây, vì mùa hè là thời kỳ quan trọng để các loại ngũ cốc mùa thu tại trung tâm khu vực miền Trung và hạ lưu sông Trường Giang được phát triển. Tin từ Paris cho biết là nước Pháp hủy bỏ kế hoạch xây các tòa nhà mới xung quanh tháp Eiffel. Giới chức của thủ đô Paris đã thông báo hủy bỏ kế hoạch xây dựng các tòa nhà mới xung quanh tháp Eiffel vì người dân phản đối việc chặt cây.
Phó thị trưởng của thành phố Paris, ông Emmanuel Grégoire cho biết trong ngày hôm nay 3 tháng 10, ông nói, chúng tôi sẽ hủy bỏ mọi kế hoạch xây dựng dưới chân tháp, nhưng vẫn sẽ tái xây dựng cảnh quan. Quyết định đã được đưa ra sau khi các nhà bảo vệ môi trường và gần 150.000 người đã ký vào một kiến nghị phản đối kế hoạch suốt nhiều tháng qua. Theo kế hoạch này thì khoảng 20 cây trưởng thành sẽ bị chặt đi để xây 4 tòa nhà mới làm quán cà phê, cửa hàng, nhà vệ sinh và điểm trả hành lý. Các nhà vận động bày tỏ niềm vui mừng vì kế hoạch này bị hủy bỏ và cây cối được bảo tồn. Ông Thomas Brel, thành viên của nhóm giám sát quốc gia về cây cối ở Pháp, nói rằng chúng tôi hài lòng nhưng vẫn cảnh giác. Dự án tái xây dựng cảnh quan nằm trong một kế hoạch lớn nhằm sắp xếp lại không gian xung quanh tháp Eiffel, điểm thu hút khách du lịch của thủ đô Paris, trong đó có trồng cỏ, trồng cây trên các tuyến đường và khu vực công cộng gần tháp. Khu vực rộng 54 hectare xung quanh tháp vốn bao gồm nhiều tuyến đường phố sẽ được chuyển đổi thành một khu vực cho người đi bộ cùng với lại phương tiện giao thông ít tác động như là xe bus và xe đạp. Chính quyền của thành phố đặt mục tiêu hoàn thành dự án nhanh nhất có thể để chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic Paris năm 2024. Tháp Eiffel thu hút khoảng 150.000 khách du lịch mỗi một ngày trong mùa hè cao điểm, từ với 20.000 cho đến 30.000 người leo lên tháp. Sang qua nước Đức, bản tin tiếp nối từ Berlin cho biết là Đức đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện những cảng tiếp khí LNG để thay thế cho khí đốt của Nga. Tin chi tiết từ thông tấn xã AFP cho biết rằng Đức đang đẩy nhanh một tiến độ hoàn thiện cảng tiếp khí LNG nhập cảng đầu tiên ở Biển Bắc nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Công nhân hiện nay đang gia tăng tốc độ lắp đặt cảng tiếp nhận khí hóa lỏng nhập cảng LNG đầu tiên của Đức ở ngay khu vực Wilhelmshaven ở Biển Bắc. Bắt đầu từ mùa đông năm nay thì dàn nối này có thể cung cấp một lượng khí đốt tương đương với 20% khí nhập cảng từ Nga. Chính phủ của nước Đức đã đầu tư hàng tỷ Mỹ Kim vào dự án như là dự án ở tại Wilhelmshaven. Các dự án mới sẽ giải quyết khoảng 25 tỷ mét khối khí mỗi một năm, gần bằng một nửa công suất của đường ống Nord Stream số 1 nối từ Nga sang châu Âu. Các cảng của khí hóa lỏng LNG được dùng để tiếp nhận khí tự nhiên đã được làm lạnh và hóa lỏng để dễ dàng vận chuyển bằng đường tàu biển. Con tàu FSRU là một con tàu chuyên dụng để tái hóa khí LNG được nối với một dàn nổi. Không như nhiều quốc gia châu Âu khác thì Đức cho đến nay vẫn chưa có một cảng LNG, cho nên phải dựa vào đường ống khí đốt của Nga. Nhưng kể từ sau khi Nga phát động một chiến dịch quân sự tại Ukraine thì Đức nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung để tránh việc phụ thuộc vào khí đốt Nga, chiếm 55% khí đốt cung cấp cho nước Đức. Thủ tướng Olaf Scholz trong tuần trước đã ký một thỏa thuận với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất về việc cung cấp LNG, đồng thời công du hàng loạt các quốc gia vùng vịnh để tìm nguồn cung mới. Berlin cũng chi ra gần 2.9 tỷ Mỹ Kim để thuê 5 con tàu FSRU lắp đặt vào cảng mới. Cảng mới này cũng được người dân ở Wilhelmshaven cổ vũ. Quá trình thi công phi công nghiệp hóa đã đẩy tỷ lệ thất nghiệp ở đây lên tới 10%. Đó là một tỷ lệ gần gấp đôi mức trung bình của cả nước. Một số các nhóm phản đối vì e ngại sẽ ảnh hưởng tới môi trường. Tổ chức môi trường DUH của nước Đức cho rằng công trình này sẽ phá hủy hệ sinh thái nhạy cảm, ảnh hưởng tới không gian sống của các loài cá heo đang bị đe dọa. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Kinh tế của nước Đức, đó là ông Robert Habeck, đã bác bỏ các chỉ trích về dự án và nhấn mạnh về tầm quan trọng của nền an ninh năng lượng nước Đức. Cho tới năm 2030 thì nơi này sẽ được chuyển đổi thành một cảng nhập cảng khí hydro xanh sản xuất bằng nhiên liệu tái tạo mà hiện nay nước Đức đang thúc đẩy trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Sang qua Indonesia, bản tin liên quan đến một vụ giẫm đạp vào cuối tuần qua và con số cập nhật cho biết là 32 trẻ em đã bị thiệt mạng trong vụ giẫm đạp này. Thông tấn xã Reuters đưa tin trong ngày 3 tháng 10 cho biết là giới chức của Indonesia đã xác nhận có ít nhất là 32 trẻ em bị tử vong trong thảm họa giẫm đạp ở sân vận động cách đây 3 ngày, khiến cho 125 người bị thiệt mạng. Viên chức của Bộ Phụ nữ và Bảo vệ Trẻ em Indonesia là bà Nahar cho biết
Từ dữ liệu mới nhất mà chúng tôi nhận được, trong tổng số 125 người thiệt mạng có 32 trẻ em trong độ tuổi từ 3 tuổi đến 17 tuổi. Trong vụ giẫm đạp tại sân vận động Kanjuruhan ở thành phố Malang nằm trên đảo Java, thảm kịch xảy ra vào tối ngày thứ Bảy 1 tháng 10 sau khi đội bóng Arema FC đã để thua đội khách mời là Persebaya Surabaya với tỷ số là 2-3. Hàng ngàn người hâm mộ đã tức giận tràn xuống sân và cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giảm tám đám đông và gây ra một cảnh hỗn loạn. Cổ động viên sau đó đã tìm cách tháo chạy qua cổng số 10 của sân vận động, gây ra một cảnh tượng giẫm đạp khiến cho 125 người chết, 323 người bị thương. Đây được xem là một trong những thảm kịch sân cỏ chết chóc nhất thế giới. Cảnh sát của Indonesia đang hứng chịu nhiều chỉ trích vì những cáo buộc là sử dụng hơi cay để đối phó với đám đông. Nhiều nạn nhân sống sót đã cáo buộc là lực lượng an ninh đã phản ứng thái quá, dẫn tới tình trạng hoảng loạn và giẫm đạp tại cửa ra vào sân vận động. Trong khi đó, thì giới chức của Indonesia yêu cầu cảnh sát phải truy tìm và trừng phạt những người gây ra vụ giẫm đạp. Bạo lực sân cỏ là một vấn đề nhức nhối ở Indonesia, nơi mà nhiều trận đấu đã từng trở thành những cuộc đụng độ chết người. Đội Arema FC và Persebaya Surabaya là đối thủ truyền kiếp. Cổ động viên của đội Surabaya không được phép mua vé xem trận đấu vào ngày 1 tháng 10 vì lo ngại sẽ xảy ra bạo lực. Tuy nhiên, Bộ trưởng Mahut nói rằng ban tổ chức đã phớt lờ khuyến nghị bán ít vé hơn, cũng như là tổ chức trận đấu vào buổi chiều thay vì buổi tối. Và giới chức cho biết là ban tổ chức của sân đã bán 42.000 vé, trong khi sức chứa tối đa của sân vận động chỉ có 38.000 người mà thôi.